Đây là chú trà mào bánh tẻ, bắt đầu nên mũ và nên tai đỏ. Con này thì nó là bánh tẻ, nó mắc lưới khi mà ở rừng đó, độ thuần thì cũng tương đối đấy. Để cho anh em con này là 200k đó. Anh em nào gần bến xe Mỹ Đình có thể qua lấy. Nó là con trà màu bánh tẻ mắc lưới ngoài rừng, nuôi ăn cám và đứng lòng cũng thuần rồi. Con này nó vẫn chưa sực sặc sỡ như trà màu già đâu. Nếu mà lúc nào nó già rồi thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. 200k cho anh em nào thích chơi trà màu. Số điện thoại là 033 5305982.